chỉnh ban hành nhé. Nếu các bạn là chủ doanh nghiệp, đúng không? Các bạn là ban hành, các bạn cần quan tâm cái gì? Tôi đồng ý. Thực ra bây giờ mọi người đều trả lời câu hỏi tôi thì khó. Tao đồng ý bỏ ra tiền, thậm chí bỏ ra 1 tỷ, 2 tỷ, 3 tỷ để chạy campaign. Nhưng có thằng nào chứng minh được cho tao và có thằng nào chỉ cho tao biết sau khi chạy xong đấy, cộng trừ nhân chia tất cả chi phí, tao được lãi 500 triệu, hoặc tao được lãi chỉ cần nhiều 20 triệu. Nhưng mà nó nghĩ là nó sẽ lãi thương hiệu không hơn, thậm chí là hòa vốn cũng được. Nhưng mà cực kỳ khó. Cực kỳ khó luôn, rất khó. Vậy thì cái việc đấy, khi mà nó áp đặt cái bài đấy cho thằng marketing, nó cho thằng sale, nếu mà không cẩn thận cả một cái chiến dịch chạy từ đầu cuối thống nhất ấy, thì góc nhìn của thằng lãnh đạo nó bị conflict. Bởi vì sao? Thằng lãnh đạo nó quan tâm đến việc là kết quả của cái campaign đấy chạy như thế nào và đem lại tỷ lệ chuyển đổi ra sao, về quy ra tiền, quy ra về khách hàng, quy ra về database, thì chúng nó lấy quy và chúng nó quay lại cái gì? Quay lại cái việc là chuyển sang chúng thằng sale. Thằng sale quay lại vấn đề nó chỉ quan tâm đến tiền, nó không quan tâm đến khách hàng, không quan tâm đến insight. Đáng nghe mong muốn bán sản phẩm đấy cho doanh nhân thì đi bán cho sinh viên. Có dù đồng ý, mình có lãi không anh không? Tôi cũng biết, mà rõ ràng cái insight, cái góc nhìn đấy phải đảm bảo. Đấy, tôi ví dụ vẽ ra một cái góc nhìn của thằng giám đốc một kiểu, góc nhìn marketing kiểu, góc nhìn sale kiểu. Và góc nhìn này nó cực kỳ nguy hiểm.